Thông tin cảnh báo tiếp theo, rất mong quý khán giả lưu ý. Nam Bộ bước vào mùa mưa với hình thái dông sét rất đáng lo ngại. Vào tối ngày 18 tháng 8, một người phụ nữ ở huyện Tân Hưng, tỉnh Long An ra hứng nước mưa để sử dụng thì bị sét đánh tử vong tại chỗ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ngay sau khi sự cố xảy ra. Cũng trong ngày 18 tháng 8, tại An Giang đã xảy ra mưa lớn kèm dông sét trên diện rộng. Một người đàn ông đã bị sét đánh tử vong tại chỗ khi đang làm việc ngoài ruộng. Những cơn mưa thường đi kèm dông lốc và sấm sét, nên bà con lao động ngoài đồng khi trời mưa sẽ rất nguy hiểm. Vậy làm thế nào để phòng tránh tai nạn do dông sét? Sau đây là khuyến cáo của ngành chức năng. Thực tế, khi có mưa dông, nhiều người dân vẫn còn chần chừ với tâm lý làm cho xong việc ngoài đồng. Phần lớn bà con thiếu kỹ năng phòng tránh dẫn đến bị sét đánh. Nên làm đồng trống thì những đám mây to mà có khả năng là xảy ra dông sét thì bà con kiếm nơi trú ẩn an toàn. Nơi trú ẩn an toàn là những cái nhà mà tường xây vững chắc, chứ đừng nên là trú tránh dưới những cây cao và tuyệt đối là nên phải tránh xa những cái vật dẫn điện. Đầu mùa thì chúng ta thấy là cái dự báo thời tiết, cảnh báo về cường độ gió lốc xoáy thì nó diễn biến cũng rất là bất thường. Cũng mong bà con cũng sẽ theo dõi giải pháp mà chính quyền có những cái khuyến cáo để bà con thực hiện để đảm bảo cho cái an toàn tính mạng và tài sản của mình. Tại đồng bằng sông Cửu Long, tình hình mưa lớn vẫn còn xảy ra. Các chuyên gia khuyến cáo bà con cần chằng néo lại nhà cửa. Khi mưa dông nên bỏ ngay việc ở đồng trống, vào nhà trú ẩn, đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra.